Chương 2718, Vương Cửu Trọng lần này, tôi Tính cũng không phải là muốn diệt môn. Vì lẽ đó hắn không mang theo những thủ hạ khác chỉ một thân một mình đến. Vũ Thiên vực lập một tòa thành nhỏ ở An Nam Đạo, nhìn qua rất không bắt mắt, song trong đó lại có không ít võ giả. Chỉ tiếc chẳng có mấy người thực lực mạnh cả. Trong tiên vực ngày trước, Vũ Thiên vực được tạo thành nhở những võ giả không có bối cảnh, phát triển một đường đến bây giờ mặc dù có một cường giả như vương cửu trọng, song căn cơ vẫn cứ có chút không đủ như thường. Tô tính cũng không che giấu khí tức của hắn. Sức mạnh cường đại của thần kiều cảnh khuấy động hư không. Chấn động đến mức toàn bộ thiên địa cũng phát ra tiếng rung chấn. Quy thế cường đại vô cùng, hệt như diệt thế. Tư mộ hàng trong thành cảm giác được khí tức này, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Lúc này mới có mấy ngày mà tô tính cũng đã tìm đến cửa nhìn vũ thiên vực bên dưới tô tính hừ lạnh một tiếng nói cướp đồ của ta mà bây giờ còn như con rùa rút đầu ngay cả một người cũng không ra mặt à dứt lời tô tính phất một tay lên trong nháy mắt thiên hỏa liệu nguyên giữa không trung đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm tản ra năng lượng nóng bỏng hỏa diễm vô tận vọt tới hướng vũ thiên vực tư mộ hàng căn bản không ngờ đến tô tính một câu cũng không buồn nói dứt lời đã động thủ xem ra lời đồn đãi trên giang hồ về người này thật không sai. Cách hành sự của Tô Tín thực cường thế và bá đạo vô cùng. Tô Tín bỗng nhiên xuất thủ, người bên trong vũ thiên vực và đám người tư mộ hàng đều ngẩn ra. Bọn họ cũng không ngờ Tô Tín lại thẳng tay như vậy. Một câu cũng không nói đã đồng thủ. Trên thực tế, Tô Tín cũng chẳng có gì để nói. Vũ thiên vực cướp đồ của Tô Tín hắn, đánh vào thể diện của hắn, chẳng lẽ tô tính hắn còn có thể khách khí nói phiền vũ thiên vực trả đồ lại cho hắn. Dù sao cũng đều là một kết cục. Nếu phải nói nhảm với bọn họ thì chi bằng xuất thủ trước rồi nói sau. Vừa hay có thể lớn tiếng dọa người trước. Mà trong chớp mắt tô tính xuất thủ, trận pháp vũ thiên vực cũng mở. Mặc dù nói truyền thừa và nội tình của vũ thiên vực yếu. Nhưng bọn họ đông hợp tay góp vẫn có thể bố trí ra được một trận pháp cực phẩm. Đáng tiếc, Trận pháp này với Tô Tín cũng có chút quá thô sơ. Thậm chí, so với đại trận Như của Thiếu Lâm Tự và Tạo Hóa Đạo Môn, cái này không thể so được. Tương tự, trận pháp này cũng không sánh bằng Vạn La đại trận ở thành Phi Long. Dưới hỏa vực đó của Tô Tín, trận pháp chớp mắt vỡ vụn. Cái gọi là hộ tông đại trận của Vũ Thiên vực thậm chí còn chẳng chịu đựng được thời gian ngắn bằng một nhịp thở nữa mà âm âm vỡ vụn sắc mặt tư mộ hàng phía dưới bỗng nhiên biến đổi trường thương màu bạc trắng hiện lên trong tay hắn một thương đâm ra chân khí lạnh vô cùng ngưng tụ thành vạn đạo thương ảnh nên hướng hỏa vực nọ nhìn uy thế tưởng như mạnh mẽ song cơ hội trong nháy mắt liền bị hỏa lực cường đại kia đánh cho tan rã sắc mặt tư mộ hàng bỗng nhiên biến đổi từ trên người tô tính tư mộ hàng có cảm giác như thể hắn đang đối diện với sư huynh của hắn mạnh mẽ như vậy giống như thể thần ma, không thể thắng nổi. Ngay lúc tư mộ hàng tuyệt vọng, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Một quyền hời hợt được đánh ra, vạn thiên hỏa vực ầm ầm mất đi. Sư huynh Ánh mắt lạnh lùng của tư mộ hàng nhất thời sáng lên. Ở trong lòng hắn, chỉ cần có sư huynh của hắn ra tay thì không gì không giải quyết được. Tô tính lạnh lùng nhìn người trước mắt này. Kẻ bỗng nhiên xuất hiện kia không ai khác chính là vực chủ vũ thiên vực, vương cửu trọng. Chỉ có điều, hình tượng của người trước mắt so với trong tưởng tượng của tô Tín có chút khác biệt. Phải nói, trong cùng với phần lớn cảm nhận, hình tượng của vương cửu trọng đây còn kém hơn rất nhiều. Trước mặt, một người nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, tướng mạo cực kỳ bình thường, là kiều người ném vào trong đống người thường liền không phân biệt được đó. Tóc tai hắn rối bời, có chút lôi thôi lết hết Trên người chỉ mặc áo gai màu xanh rộng thùng thình, hai chân để trần mặt mũi hiền lành đờ đẫn nếu không phải trên người hắn tản ra khí thế cường đại của thần kiều cảnh những người khác nhất định sẽ cho rằng kẻ trước mắt này chẳng qua chỉ là lão nông tầm thường ở nông thôn chứ không phải là kẻ chí cường đứng ở đỉnh cao giang hồ vương cửu trọng nhìn tô tín trên mặt vẫn là biểu cảm đờ đẫn kia nhưng trong hai mắt hắn lại toát ra một tia sáng kỳ dị càng lúc càng thịnh vương cửu trọng vừa mới xuất quan hắn cũng không biết vì sao tô tính lại đánh đến đây. tư mộ hàng đứng một bên vừa tính kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vương cửu trọng nghe, nhưng vương cửu trọng bỗng đưa tay cản lại. tư mộ hàng nuốt ngược lại những lời muốn nói. nhìn tô tính, vương cửu trọng trầm giọng nói, ngươi rất mạnh. giọng nói của hắn trầm thấp, khang khang, hình như là do nguyên nhân ít khi nói chuyện. thậm chí, còn có hơi không lưu loát. có điều vừa dứt lời. Vương Cửu Trọng không nói hai lời, ngay lập tức bước ra một bước, lầm không đối lập với Tô Tín. Chương 2719, Vương Cửu Trọng, hai, hai tay hắn nắm quyền ấn, ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt hư không rung động, khai sơn liệt địa. Người vũ thiên vực đều ngẩn ra. Bọn họ cho dù có hiểu phương thức hành sự khó hiểu của vực chủ bọn họ song bây giờ là cái gì đây? Nói ba chữ xong liền không nói lời thứ hai, ngay lập tức xuất thủ. Cái này là chuyện gì đây? Chỉ có tư mộ hàng hơi hiểu một chút tư tưởng vị sư huynh này của hắn. Vương cửu trọng căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ thấy tô tính rất mạnh. Mạnh đến mức đủ để kích thích chiến ý của hắn. Chỉ đơn giản như thế. Trong mắt tô tính cũng lóe lên một tia tinh mang lần trước lúc hắn giao thủ với vô sinh lão mẫu, đánh có hơi không đã ghiền. Đánh đến cuối vô sinh lão mẫu lại trốn. Mà trước mắt vương cửu trọng chỉ đánh có một chiêu. Mà một chiêu này lại khiến cho tô tính cảm giác được một luồng áp lực đã lâu không gặp. Cũng chỉ có một chiêu này, tô tính liền có thể nhận ra, thực lực của đối phương nếu so ra thì còn mạnh hơn cả Lý Bá Dương. Thậm chí không chỉ là mạnh hơn một bậc. Tô tính cũng không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước, quanh thân nở rộ Phật quan. Thanh phong lượng lờ bên ngoài. Trong ánh Phật quan và hỏa diễm đang vào nhau, thân hình tô tính giống như ma thần. Một quyền giáng xuống, phá hư không. Thanh phong oai lan ra khắp thiên địa. Hai người đụng nhau, luôn khí thế to lớn chập chờn khiến hư không rung động. Ánh lửa cùng với chân khí cường đại hóa thành liệt diễm trực cháy. Gió bão cuốn giữa không trung, hệt như tận thế, vô cùng kinh khủng mà trong lúc hai người họ giao thủ bỗng nhiên có mấy đạo khí tức cường đại truyền tới từ đằng xa bất ngờ đó chính là ba người khương viên trinh của hoàng thiên vực triệu cửu lăng của huyền thiên vực cùng với bị già đa la của phạm thiên vực ba người bọn họ trong tiên vực ít nhiều gì cũng từng quen biết với vương cửu trọng tư mộ hàng nhìn về phía ba người bọn họ ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác có điều lần này ba người bọn họ không xuất thủ chẳng qua chỉ là đứng ở phía xa xem chừng. Theo bọn họ tới còn có vài giang hồ phong môi. Những người này thực ra sớm đã tới, dẫu sao trước khi tô tính xuất thủ, trên giang hồ đã lan truyền tin tô tính muốn đến vũ thiên vực gây sự rồi. Bọn họ sớm đã đến giữ ở đây. Chỉ có điều bọn họ ở cách xa hơn. Cường giả thần kiều cảnh xuất thủ hệt như diệt thế. Đứng gần sẽ rất xui xẻo. Nhưng mà vào lúc này, lại có khí tức của một vị thần kiều cảnh truyền tới. Có điều, chờ sau khi thấy người đến là ai, mọi người đều sửng sốt. Võ giả trẻ tuổi mặc y phục màu xanh này là ai? Trên giang hồ tại sao lại xuất hiện thêm một vị thần kiều nữa thế này? Lúc này, bỗng nhiên có người kinh ngạc hô lên, Lâm Trường Hà. Hắn là đạo sĩ si Lâm Trường Hà. Cường giả cùng một thời đại với Tô Tính. Người từng đứng đầu nhân bản đạo sĩ si Lâm Trường Hà năm xưa trong số các thế hệ trẻ giang hồ trước khi tô tính bộc lộ tài năng người kinh diễm nhất giang hồ chính là lâm trường hà chỉ có điều thời gian hắn biến mất quá lâu hơn nữa bây giờ lâm trường hà lại xuất hiện với thực lực thần kiều cảnh mọi người ở đây thoạt tiên không ai nhận ra hắn có điều sau đó mọi người đều ngẩn ra lâm trường hà tấn thăng đến thần kiều rồi với năng lực và thiên phú năm xưa của lâm trường hà trong lớp trẻ tuấn kiệt kia hắn tuyệt đối là nhân vật xếp sau tô tín bây giờ tô tín đã đính ở đỉnh cao giang hồ đám người tiêu hoàng cũng đến dương thần nếu lâm trường hà cho thấy thực lực dương thần cảnh mọi người cũng không thấy lạ thậm chí bây giờ nếu hắn đã đến chân vũ mọi người cũng có thể hiểu nhưng ai nào ngờ lâm trường hà bỗng nhiên xuất hiện lại là thần kiều cảnh cái này cũng có hơi quá mức kinh sợ từ hóa thần đến thần kiều một bước vượt qua nhiều cảnh giới như vậy. Chuyện này với phần lớn võ giả mà nói thì không khác gì chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ có điều, hiện tại trên giang hồ đã có một kỳ tích là tô tính. Bây giờ lại xuất hiện thêm một kỳ tích là Lâm Trường Hà nữa. Chuyện này có vẻ như cũng dễ hiểu. Bì già Đa La vẫn luôn nhìn chầm chầm vào Lâm Trường Hà. Hồi lâu sau hắn mới xoay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ sáng tỏ. Hiển nhiên, hắn đã nhìn thấu được lai lịch của lâm trường hà chỉ có điều lão bằng hữu này dường như chọn con đường hoàn toàn khác với hắn còn như rốt cuộc con đường đó là đúng hay sai điểm này phật đã không biết đạo tổ cũng không biết tất cả cũng chỉ có thể đến khi con đường thông thiên kết thúc mới có kết luận mà lúc này trong sân tô tính cùng vương cửu trọng một quyền đánh xuống bảo táp liệt diễm vô tận tiêu tán hai người đứng giữa không trung dĩ nhiên là cục diện thế lực ngang nhau tô tín cũng phát hiện ra được sự xuất hiện của đám người khương viên trinh có điều hắn không để ý đến lúc này bọn họ không dám bỏ đá xuống giếng hiện tại đám người địa tạng vương cũng đều đã trở về thật sự cho rằng tô tín hắn không có đồng minh à chỉ có điều cái thực sự khiến cho tô tín kinh ngạc chính là lâm trường hà Chương 2720, Vương Cửu Trọng, 3, đã lâu không gặp, Lâm Trường Hà đã tấn thăng lên đến thần kiều. Cái này gần như trong nháy mắt đã khiến Tô Tính liên tưởng đến đạo tổ. Trước đó, bên trong tạo hóa đạo môn, Tô Tính cũng không phát hiện thứ gì có dính líu đến đạo tổ. Có điều bây giờ nhìn lại, đạo tổ có khi đã đặt hậu thủ trong thái nhất đạo môn. Bên này Tô Tính có chút phân tâm, mà bên phía Vương Cửu Trọng vẫn chiến ý trùng tiêu như trước không có chút nào dừng lại ngón tay hắn nhập lại như kiếm thân hình cũng giống như một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén lấy thân hóa kiếm chém phá hư không tấn công đến phía tô tín trong tay vương cửu trọng không có kiếm nhưng kiếm chỉ điểm ra lại có kiếm ý trùng tiêu hóa thành uy thế vô biên giáng xuống chẳng qua chỉ là kiếm ý đơn giản nhất song lại vẫn cường đại như thường hiện tại trong số các võ giả dùng kiếm trên giang hồ người được công nhận mạnh nhất chỉ có hai người. Một là kiếm đạo thông thần mạnh kinh tiên. Người còn lại là kiếm kỹ tinh thần tô tính. Có thể nói, trong đông đảo các võ giả dùng kiếm trên giang hồ hiện nay, tất cả mọi người đều kém một tầng so với họ. Nhưng bây giờ, kiếm chỉ này của vương cửu trọng xuất thủ. Mặc dù thành tựu kiếm đạo của hắn không bằng tô tính hay mạnh kinh tiên, song cũng đủ để đứng ngang hàng với hai người họ tham lan kiếm trong tay tô tính xuất thủ. Chính phản âm dương, bốn đạo kiếm khí dây dưa đang xen vào nhau. Sinh tử âm dương chi lực trụ cột đủ để phá tan bất cứ sức mạnh nào. Một đạo kiếm chỉ kia của vương cửu trọng cũng mất đi bên trong đó. Nhưng vào lúc này, âm dương kiếm khí bỗng nhiên nát bấy. Một đạo kiếm khí sáng chói lộng lẫy tỏa ra, chia thành ba. Kiếm hóa tam giới, trảm thiên tuyệt địa. Trong kiếm tàn kiếm, kiếm kỹ trụ cột nhất này được tô Tín sử dụng với kiếm đạo chí cường như kia. Quy thế thật có thể nói là kinh khủng. Mãi đến lúc này mọi người mới có thể hiểu được vì sao kiếm đạo của mạnh kinh tiên được người ta xưng là thông thần, còn kiếm kỹ của tô tính lại được khen là kinh thần. Mặt vương cửu trọng không chút cảm giác. Thân hình hắn động một cái. Ngay lập tức hóa kiếm thành đao, một bàn tay chém ra. Trong nháy mắt, hàng mang đại thịnh, khai thiên liệt địa đao mang vô cùng sắc bén, thậm chí nếu so với đám võ giả đặc biệt nghiên cứu đao đạo ngày xưa của Phong Thiên Vực thì còn mạnh hơn. Nó sẽ trách kiếm hóa tam giới của tô tính, thô bạo đến cùng cực. Đao kiếm song tu, Vương Cửu Trọng chỉ ra một đao một kiếm. Mặc dù thành tựu trên con đường này của hắn không thể tính là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng có thể nói là đỉnh cao. Vương Cửu Trọng chỉ đánh một đao một kiếm. Tất cả mọi người cho rằng hắn xong tu đao kiếm. Nhưng sau đó mọi người mới biết, Vương Cửu Trọng được gọi là Lã Võ Đạo Thẳng đến chín tầng trời, danh tự này của hắn cũng không gọi sai. Đao ý vô cùng bá đạo xé kiếm mang. Kiếm hóa tam giới của Tô Tín cũng không đỡ được một đao sắc bén của Vương Cửu Trọng. Nhưng lúc này, Vương Cửu Trọng lại đánh ra một quyền. Trong chớp mắt mà quyền này đánh ra. Giữa không trung vang lên tiếng long ngâm gầm thét thân hình vương cửu trọng bay lên trời. Bản thân hắn giống như đã hóa thành một con cự long. Sông cự long này thân lại thẳng tắp một đường, không khác gì một cây thương cán rồng. Mà một quyền này của vương cửu trong chính là mũi thương. Một thương đâm xuống, đâm rách cả thiên không. Trong hai mắt tô tín đã bạo phát ra tỉnh mịch hư vô ở mức độ cao nhất. Vô sinh vô tử, tịch diệt quy khư. Một quyền đánh ra, vạn vật chung cực. Có thể nói, một quyền đấu chiến tận lực kia đụng với một long thương mang theo quyền ý của vương cửu trọng đụng nhau, nhất thời bạo phát ra luồng chấn động cực kỳ kinh khủng. Với mọi người ở đây mà nói, hai người này thậm chí đều đã trở thành nhân vật như ma như thần, xuất thủ là đoạn sơn đoạn hải. Sức mạnh gió bão cường đại khiến trong vòng chu vi hơn 10 dặm xung quanh bừa bộn một mảnh. Ngay cả thành trì của vũ thiên vực phía dưới cũng bị liên lụy không ít. Cái này khiến cho tư mộ hàng thầm kêu khổ, vì sư huynh này của hắn đã dùng đến toàn lực rồi, mà ngay sau đó, vương cửu trọng lại đổi vô số kiểu chiến pháp. bản thân hắn giống như binh khí, bất kỳ binh khí võ đạo nào trên người hắn cũng có thể phát huy đến trình độ cao nhất. mà tô tính cũng dùng vô số loại võ đạo mạnh mẽ đến cùng cực mà đối phó lại. hai bên người tới ta lui, đánh vô cùng kịch liệt. ngược lại cũng coi như là sức mạnh tương đương. bất kể là vương cửu trọng hay là tô tính hai người đều càng đánh chiến ý càng ngang nhau vương cửu trọng chỉ là bởi vì tô Tính rất mạnh nên muốn đánh với hắn một trận mà lúc này tô tín cũng sớm đã bỏ qua chuyện thất sắc liên hoa sang một bên phát huy sức chiến đấu của mình đến trình độ cao nhất thoải mái đánh một trận với vương cửu trọng trước đó vô sinh lão mẫu có tư cách đánh một trận với tô tín chỉ tiếc cuối cùng vô sinh lão mẫu cuối cùng lại chạy mất mà bây giờ Vương Cửu Trọng có thể nói là người gây áp lực lớn nhất cho hắn trên võ đạo đơn thuần từ trước đến nay. Có điều chỉ là võ đạo chứ không phải là cảnh giới. Chương 2721, Vũ Tổ đánh một trận với cường giả cấp bậc như Vương Cửu Trọng, không chỉ tăng sức chiến đấu của bản thân mà còn tăng cả căn cơ võ đạo của Tô Tính Hắn. Mà lúc này, đám người triệu cửu lăng vây xem, Sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ đã phát hiện, thực lực của hai người kia có thể nói là đã hoàn toàn vượt qua nhóm người mình cả một cảnh giới. Vương Cửu Trọng say mê võ nghệ kia ở trong tiên vực cũng đã mang thực lực sâu không lường được, mà bây giờ thực lực hắn bày ra kia lại còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của mọi người. Đám người Triệu Cửu Lăng cũng cho rằng bọn họ đã đánh giá cao Vương Cửu Trọng. Song trong thực tế, bọn họ đã đánh giá thấp hắn dĩ nhiên cái càng làm cho bọn họ khiếp sợ lại chính là tô tính. Vương cửu trọng giàu gì cũng đều một mực bế quan, duy trì sự thần bí. Nhưng tô tính thì khác, sức chiến đấu của hắn ở mỗi một cảnh giới đều phô bày trước mắt mọi người. Lúc này cách trận đánh của tô tính với Lý Bá Dương vẫn chưa bao lâu, thế mà giờ tô tính lại cho thấy tốc độ tiến bộ kinh khủng đến thế này. Đây quả thực làm cho không ai có thể chấp nhận nổi. Dĩ nhiên, những cái này chẳng qua là thứ mà đám người triệu cửu lăng có thể thấy được song với phật đà hắn lại thấy được một người khác vũ tổ vũ thông thiên quả nhiên là ngươi trong mắt phật đà lộ ra một tia tinh mang lúc này hắn đã nhìn ra người trước mắt này có thể nói là chuyển thế của một vị cường giả thông thiên cảnh cuối cùng thời thượng cổ vũ tổ song cũng có thể nói là hắn không phải vì vũ tổ thượng cổ kia bị Phật đà cùng đạo tổ liên thủ chém chết. Trong này không có bất kỳ tư thù cá nhân nào. Cái có chẳng qua là liên quan đến tranh đoạt đạo thống truyền thừa mà thôi. Nếu như vũ tổ sinh ra sớm hơn trăm năm, cùng ra đời với chính vị thông thiên thượng cổ kia, nói không chừng hắn sẽ có thể cùng phân thiên hạ với hai mạch đạo Phật. Đáng tiếc, hắn cuộc khởi có hơi muộn một chút. Bất kể là Phật đà hay đạo tổ cũng sẽ không tha cho hắn chỉ có điều khi đó bất kể là phật đà hay đạo tổ bọn họ cũng đều đã hiểu được một chút bí mật liên quan đến thông thiên cảnh thế gian đại trang của vạn năm trước vừa là kiếp nạn vừa là cơ duyên vạn năm sau hôm nay cũng lại vừa là một kiếp nạn vừa là một cơ duyên vì lẽ đó bất kể là đạo tổ hay phật đà cũng đều giữ lại hậu thủ cho đến bây giờ mặc dù năm đó chính mắt bọn họ nhìn thấy nguyên thần của vũ tổ mất đi nhưng bọn họ tin chắc với thủ đoạn của vũ tổ chắc tuyệt đối cũng sẽ lưu lại một chút hậu thủ. Song bây giờ thấy được vương cửu trọng, Phật Đà mới hiểu được vũ tổ quả nhiên là để lại một hậu thủ. Tuy nhiên đường hắn đi lại vượt quá sức tưởng tượng của Phật Đà. Phật Đà chọn cách dung hợp ký ức, có thể hiểu thành một loại thủ đoạn đoạt xác khác. Mà đạo tổ lại chọn cách sống lại. Tất cả của kiếp trước đều hóa thành tro bụi, chỉ cần lâm trường hạ bước đến tột cùng thì hắn chính là đạo tổ đạo tổ mới và đạo tổ cũ cũng đều truyền thừa là nhất mạch đạo môn đỉnh phong cái này thì có gì khác biệt đâu còn về phần vũ tổ lựa chọn của hắn còn cực đoan hơn phật đà và đạo tổ nguyên thần của vũ tổ đã hoàn toàn mất đi rồi nhưng sau khi mất đi hắn đã để lại một dấu ấn trên võ đạo dấu ấn võ đạo này không bao hàm bất cứ tạp chất nào chẳng qua chỉ là cố chấp và lý giải của vũ tổ đối với võ đạo có thể nói đây chính là một cơ duyên rất đơn thuần không bao hàm bất cứ cái gì khác dấu ấn võ đạo này phiêu tán trong thiên địa không chịu bất kỳ trói buộc nào thậm chí có thể phiêu tán đến trong tiên vực cuối cùng nó vẫn lựa chọn kẻ say mê võ đạo vương cửu trọng khả năng là một số tính cách của vương cửu trọng hơi giống với vũ tổ ngày trước cho nên nói vương cửu trọng bây giờ có thể nói là vũ tổ nhưng cũng có thể nói không phải là vũ tổ hắn có tất cả truyền thừa của vũ tổ về võ đạo nhưng bất kể là từ nguyên thần hay là trí nhớ vương cửu trọng hắn vẫn là vương cửu trọng ngay cả phật đà cũng không khỏi thừa nhận so với tưởng tượng của hắn vũ tổ còn cực đoan hơn nhiều với vũ tổ mà nói lưu lại một phần truyền thừa còn quan trọng hơn so với việc đoạt xác sống lại chỉ cần hắn có thể tạo ra được một người có thể so sánh được với hắn thậm chí còn mạnh hơn hắn để truyền thừa hết thảy võ đạo của hắn thì cho dù hắn hoàn toàn biến mất cũng có hề gì đâu dĩ nhiên dấu ấn võ đạo kia dù sao cũng là do vũ tổ lưu lại trong đó cũng có một số thứ biến đổi ngầm sẽ ảnh hưởng đến vương cửu trọng cũng ví như cái thói quen thu nạp nghĩa tử của hắn phật đà sau khi biết cái thói quen này của vương cửu trọng vẫn chưa nghĩ đến phương diện có vũ tổ cho tới giờ hắn thấy được vương cửu trọng chính là người thừa kế dấu ấn vũ tổ hắn mới biết vì sao vương cửu trọng muốn thu nhận nhiều nghĩa tử đến vậy. Chương 2722, Vũ Tổ, 2, Thời Thượng Cổ, Vũ Tổ khai chiến cùng hai mạch đạo Phật, khi đó Vũ Tổ hữu giáo vô loại. Đệ tử của hắn là nhiều nhất, trong đó cũng có không ít chân Vũ và thần Kiều. Còn những đệ tử dưới chân Vũ thì chắc chắn là không đến xuể nhưng kết quả thì sao đệ tử năm đó chịu đi theo vũ tổ tử chiến với hai mạch đạo phật lại rất ít phần lớn đều chọn cách khư khư giữ mình thậm chí còn có một số ít chọn cách phản bội vũ tổ tìm đến hai mạch đạo phật cho nên bây giờ vương cửu trọng không nhận học trò nữa mà đổi thành thu nhận nghĩa tử có lẽ trong bản năng của hắn đời trước hắn bị đệ tử phản bội cho nên bây giờ không thu nhận học trò nữa Nghĩ tử so ra hẳn là đáng tin hơn đệ tử mà lúc này trong sân cuộc chiến của tô tín và vương cửu trọng đã đến mức độ kịch liệt nhất trong mắt vương cửu trọng lóe lên một tia tinh mang biểu tình vốn đờ đẫn cũng biến thành vô cùng nghiêm túc hắn một tay kết ấn thân hình làm ra một động tác hết sức cổ quái nhưng lại mơ hồ tương hợp với thiên địa theo một dấu quyền của hắn đánh xuống hư không nứt toát tiếng thần quỷ kêu gào vang lên sức mạnh cường đại chấn động thiên địa kia giống như đang muốn đánh nát vùng thế giới này sắc mặt tư mộ hàng bỗng nhiên biến đổi liệt thiên tam thức sư huynh thế mà lại đánh liệt thiên tam thức vẫn chưa hoàn thành của sư huynh hắn ra vương cửu trọng từng ngưng tụ võ đạo của hắn lại một chỗ sáng tạo ra tam thức tán thủ không lấy người làm địch mà là lấy nghĩa cùng thiên địa là địch cho nên mới được gọi là liệt thiên tam thức lúc trước Vương Cửu Trọng dùng hết tất cả sức mạnh mới sáng tạo ra được hai thức trong liệt thiên tam thức. Thức thứ ba cho đến hiện tại Vương Cửu Trọng cũng chỉ mới tìm được đầu mối mà thôi. Với Vương Cửu Trọng mà nói, liệt thiên tam thức này cũng đã là lá bài tẩy của hắn. Bây giờ, sư huynh của Tư Mộ Hàng lại đánh ra chiêu liệt thiên tam thức này đây cũng không phải là tính liều mạng với tô tính, mà là Vương Cửu Trọng gặp chuyện như vậy, hiển nhiên là đã chiến đến trạng thái đỉnh cao nhất. Bất kể đối thủ là ai, hắn cũng định dốc hết tất cả cùng đánh một trận với tô tín nhìn đến đây tư mộ hàng không khỏi thầm nóng ruột vương cửu trọng khác với những võ giả bình thường một khi chiến đến trình độ cao nhất vương cửu trọng cũng sẽ không quản đây rốt cuộc là so tài hay là mâu thuẫn dù sao hắn cũng có thể biến nó thành tử chiến được liệt thiên tam thức này không phải là trình độ võ đạo cao nhất nhưng lại chính là võ đạo cùng với vũ kỹ cường đại của bản thân Vương Cửu trọng được diễn hóa đến mức cao nhất. Trong mắt Tô Tín lộ ra vẻ nghiêm trọng. Võ giả có thể tu luyện đến thần kiều cảnh nào có ai là hạng người đơn giản đâu. Có thể nói, đều là những nhân vật có thành tựu mạnh mẽ trên võ đạo. Một thức tán thủ này bao hàm vạn vật, Tô Tín không nhìn thấy, nhưng uy năng mạnh mẽ có thể nói là trình độ cao nhất mà từ xưa đến giờ Tô Tín từng gặp. Đối mặt với một kích này, hai tay tô tính kết ấn. Trong nháy mắt, thanh phong ngưng tụ thành hỏa vực bao phủ thiên địa, vô cùng cường đại. Minh di thiên hỏa, lửa lan thiên hạ. Ngay sau đó, tô tính lại đánh xuống một quyền. Trong thoáng chốc, lôi phong gầm thét. Sấm sét nổ vang không dứt. Tốc độ đã đột phá mức độ cao nhất trong không gian. Kinh chập văn lôi, triết lôi quyền thế. Thoáng chốc, quyền hóa thành trưởng, cùng phong lạnh thấu xương phá hư không. Mỗi một luồng sức gió đều giống như lưỡi dao vậy. Cửu thiên huyền phong, phá thiên không. Cuối cùng, trong hai mắt tô tính cũng tản ra một màn sương mù mờ ảo. Từ trong ngọn lửa thanh phong kia có không ngớt hạt mưa rơi xuống. Mỗi một hạt mưa lại ngưng tụ kiếm khí cường đại, vô cùng sắc bén. Mang theo sát cơ kinh người. Phiêu linh kiếm vũ, sát cơ giạc dào hỗn thiên tứ tuyệt đồng thời được tô tính sử dụng cùng lúc. Hỏa, lôi, phong, vũ, sức mạnh cường đại âm âm bùng nổ. Khí thế xông thẳng đến trời, nên hướng với một kích liệt thiên kia của vương cửu trọng. Trong nháy mắt, sức mạnh cường đại vô tận bùng nổ. Sắc mặt đám người triệu cửu lăng bỗng nhiên biến đổi. Sức mạnh hai người kia đã sắp gần đến thông thiên rồi. Liệt thiên tam thức của vương cửu trọng cùng hỗn thiên tứ tuyệt của tô tính đều là vũ lĩ cường đại đem võ đạo của bản thân họ, phát huy đấu chiến oai đến mức tận cùng. Lúc hai người đụng nhau, uy năng phát ra thậm chí khiến đám người triệu cửu lăng vây xem ở đó không thể không xuất thủ để cản dư âm. Mà lúc này, trong tâm của phong bạo đó, sắc mặt của tô tính cũng bỗng nhiên biến đổi, liệt thiên tam thức căn bản cũng không phải môn võ xem người là địch. Với vương cửu trọng, hắn sáng tạo ra môn vũ kỹ này chỉ có duy nhất một đối thủ, đó chính là trời xanh trên đầu. Một thức này phát huy sức mạnh đến trình độ cao nhất. Thề phải liệt thiên phá địa. Chân ý võ đạo vô cùng mạnh mẽ. Mà hỗn thiên tứ tuyệt của tô tính lấy sức mạnh của bái nguyệt lực. Phát huy bốn loại uy năng trong thiên địa đến mức cao nhất, sinh ra sức mạnh cường đại. Có thể nói sau khi hai môn võ này được tung ra, đó chính là cục diện đối đầu gây gắt. Một bên muốn phá thiên, bên còn lại lại mượn dùng thiên địa lực. Chương 2723, con đường thông thiên hạ xuống. Sức mạnh cường đại khiến cho tô tính từng bước rút lui giữa không trung, mặt mũi hắn hơi có vẻ tái nhật. Mà vương cửu trọng ở phía đối diện cũng không tốt hơn tô tính là bao. Khí tức trên người hắn đã hơi có chút sụt giảm. Hiển nhiên, Hổng thiên tứ tuyệt của tô tín cũng không phải dễ đón nhận đến vậy. Chỉ có điều, ánh mắt vương cửu trọng lúc này lại càng lúc càng sáng. Đã rất lâu rồi hắn cũng chưa từng gặp đối thủ có thể cho hắn chiến đến mức tận cùng như này. Mắt thấy vương cửu trọng lại muốn ra tay, mà động tác hắn sắp đánh ra có chút giống với thức thứ nhất của liệt thiên tam thức. Tuy vậy, vẫn có chút khác biệt. Thậm chí, nếu so với kích thứ nhất, uy thế của nó còn mạnh hơn. Thấy cảnh này, sắc mặt tư mô hàng nhất thời biến đổi. Liệt thiên tam thức là vũ kỹ cường đại mà cho đến giờ vương cửu trọng cũng không thể hoàn toàn nắm giữ trong tay. Mặc dù bây giờ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được thức thứ nhất, song dùng thức thứ hai vẫn là hết sức miễn cưỡng. Nhìn lại tô tính một cái, người đó cũng là cường giả không hề kém cạnh vương cửu trọng. Khi nãy dùng thức thứ nhất, hai bên có thể nói là sức mạnh tương đương. Nhưng thức thứ hai này vừa ra, hai bên có thể thực sự không khống chế được sức mạnh của mình mà bắt đầu tự chiến mất. Nếu thực sự đánh, bất kể kết quả thế nào, dù gì cũng sẽ là cục diện hai bên đều bị tổn hại. Tư mộ hàng không hiểu tô tính. Trước đó hắn còn cho rằng tô tính nhất định sẽ kịp thời thu tay lại. Nhưng nào ngờ đâu, tô tính kia cũng càng đánh càng hăng. Gần như là đối chọi tương đối gay gắt với sư huynh hắn mà không mảy may cân nhắc đến hậu quả. Điên rồi mẹ nó. Điên hết rồi. Tư mộ hàng bây giờ cũng muốn phát điên. Bây giờ mà cá chết lưới rách thì hai bên cũng chẳng bên nào được lợi. Các ngươi chẳng lẽ không thèm nghĩ đến chuyện khi con đường thông thiên mở các ngươi sẽ rơi vào tình cảnh xấu hay sao? Hơn nữa, đều là tình trạng giết người thương mình, hiển nhiên so ra thì vương cửu trọng còn thiệt hơn tô tính. Coi như tô tính vì trọng thương mà thua thiệt trên con đường thông thiên thì cũng không phải cái gì to tác dẫu sao hắn còn có nhân mạch cường đại. Chỉ cần hai vị ở địa phủ kia, hoặc là mạnh kinh tiên, một trong ba người này có người tấn thăng đến thông thiên là đã đủ để bảo vệ cho tô tính rồi. Nhưng vương cửu trọng thì khác. Hắn không có mạng giao thiệp khổng lồ như vậy. Sau khi trọng thương, vương cửu trọng vì thế mà bỏ lỡ cơ duyên này đối với vũ thiên vực bọn họ mà nói chính là tổn thất không cách nào lường được. Lúc này, trong mắt tư mộ hàng lộ ra một tia lạnh bỗng nhiên hắn đưa tay ra một cái, trực tiếp phong cấm chân khí triệu tùng đào, xách theo hắn bay đến giữa tô Tín và vương cửu trọng. Triệu tùng đào vốn không ngờ đến tư mộ hàng thân là sư thúc của hắn mà bỗng nhiên lại ra tay với hắn như vậy. Hắn đến cả cơ hội phản ứng cũng không có mà đã bị tư mộ hàng bắt vào trong tay. Tư mộ hàng thấp giọng nói với tô Tín, tô đại nhân, sự tình lần này là tiểu bối vũ thiên vực chúng ta tự ra quyết định. Ta không biết việc này sư huynh ta vẫn luôn bế quan nên càng không biết sự tình lần này là vũ thiên vực ta làm sai tính mạng triệu tùng đào này cứ dùng để đền tội cho tô đại nhân ngươi dứt lời tư mộ hàng liền ngay một chưởng đánh nát tim triệu tùng đào hơn nữa hắn ném thất sắc liên hoa vẫn luôn ở trong tay hắn ra cho tô tính vương cửu trọng sau lưng tư mộ hàng thấy hành động của hắn bèn nhíu mày một cái hắn không giỏi ăn nói song hắn biết tư mộ hàng làm như vậy không phải vì muốn vương cửu trọng hắn mất mặt, mà là vì muốn tốt cho vũ thiên vực lẫn hắn. Mặc dù trong lòng, vương cửu trọng cũng không tán thành cách làm này. Cầm thất sắc liên hoa, trong mắt tô tính lộ ra vẻ khác lạ, nói, vũ thiên vực các ngươi cũng có người không ngoan đấy. Mặc dù bây giờ ta ngược lại rất muốn đánh với ngươi một trận. song trận chiến này e là không đánh được. Vương cửu trọng nhìn thi thể triệu tùng đào một cái, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn đánh thì cứ đánh tiếp. Sắc mặt tư mộ hàng đầy vẻ lo lắng, nói với sư huynh vương cửu trọng, sư huynh. Không thể đánh nữa. Ánh mắt vương cửu trọng giật giật. Hắn vừa muốn nói gì, song lại thấy giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chớp mắt, thiên địa biến sắc, phong lôi dũng động. Cường giả thần kiều cảnh đạo thiên ra. Dứt sức mạnh cường đại cũng có thể tạo thành cảnh tượng khủng bố như này song vấn đề là cường giả thần kiều cảnh cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng là người thường bọn họ có thể ảnh hưởng được trong phạm vi mấy dặm hoặc mười mấy dặm nhưng không cách nào ảnh hưởng đến toàn thiên hạ được mà bây giờ cảnh tượng kinh khủng này lại trùng điệp trong mười triệu dặm từ đông hải kéo dài đến nơi tây cương lúc này vô số võ giả đều ngẩng đầu nhìn vào không trung trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi còn người thường thì quỳ lạy trên đất miệng tụng tên thần Hy vọng tai nạn đừng giáng xuống. So với bọn họ, những nhân vật thuộc thần kiều và chân vũ cảnh càng trực quan với cảnh tượng này hơn. Chương 2724: Con đường thông thiên hạ xuống. 2. Thiên uy. Đây cũng là thiên uy. Mặc dù bọn họ đều là thần kiều cảnh, có thể nắm thiên địa trong tay. Thậm chí có thể được gọi là đạp thiên cảnh, nhưng đứng trước mặt thiên uy chân chính thì bất kể là tô tính hay vương cửu trọng cũng đều có thể cảm giác được áp lực mà sức mạnh cường đại kia mang đến. Chỉ có Phật đà cùng chuyển thế của đạo tổ là lâm trường hạ sắc mặt không chút nào biến hóa. Bởi thiên uy như vậy bọn họ đã từng nắm trong tay. Lúc này, bất kể là tô tính hay vương cửu trọng cũng đều đã không màng đến chuyện đánh nữa rồi. Dưới thiên uy khủng khiếp thế này, tất cả mọi chuyện đều bị gạt đi. Bọn họ nóng lòng muốn biết đằng sau thiên uy này rốt cuộc là gì. Cảnh tượng giống như việc thế này kéo dài đến chừng nửa giờ, âm phong lôi vân dần dần nhạt đi, ở giữa hư không mơ hồ lộ ra một lối đi. Đứng từ xa nhìn đã lớn đến vô cùng. Không biết nó thông đến phương nào. Trong nó nguy nga cực kỳ. Mặc dù phần lớn của nó cũng đã được che giấu giữa hư không, song kích thước của nó cũng không phải là thứ mà mọi người có thể tưởng tượng được con đường thông thiên sắp mở rồi. Phật đã thốt ra những lời này. Đông đảo cường giả thần kiều cảnh ở đây thần sắc đều khó đoán. Đến khi lối đi đó hoàn toàn hiện thế từ hư không, chính là lúc con đường thông thiên hoàn toàn mở. Hơn 10.000 năm qua, võ giả trên giang hồ tu luyện đến thần kiều cảnh, cũng theo đó mà xem mình đã tu luyện đến tột cùng. Kể cả hạng người như vô sinh lão mẫu năm đó cũng không thể làm gì được. Cơ duyên không đến, không ai tấn thăng thông thiên cho được. Mà trước mắt chính là cục diện thay đổi lớn nhất của thiên hạ trong vạn năm qua. Ai có thể đứng ở đỉnh cao, tên truyền vào sử sách giang hồ, ai sẽ hóa thành bụi đất. Tất cả những thứ này đều sẽ thấy rõ trong lúc tranh đoạt trên con đường thông thiên. Mắt thấy con đường thông thiên xuất hiện, Vương Cửu Trọng ngay lập tức xoay người quay trở lại bên trong Vũ Thiên vực, không nói muốn tiếp tục tự chiến với Tô Tính nữa mặc dù hắn muốn đánh nhưng cũng biết cảnh tượng kinh khủng trước mắt rốt cuộc là đại diện cho cái gì đối diện với cơ duyên thông thiên cảnh tất cả đều có thể tạm thời bỏ qua mọi người ở đây ai nấy đều nhìn nhau một cái ngay lập tức xoay người rời đi đến khi cánh cửa trong hư không kia hoàn toàn xuất hiện trước mắt bọn họ thì cũng chính là lúc con đường thông thiên hoàn toàn được mở ra ngẩng đầu nhìn cánh cửa thoát ẩn thoát hiện trong không trung kia tất cả mọi người đều biết ngày đó dường như sẽ không còn quá xa tô tính mang theo thất sắc liên hoay quay trở lại tây bắc đạo trước mắt quan trọng nhất với hắn chính là luyện hóa thất sắc liên hoa này tốt nhất là phải luyện hóa xong trước khi con đường thông thiên hoàn toàn mở ra hắn cũng không ngờ con đường thông thiên này nói mở là mở khiến thời gian của hắn cũng không còn nhiều mà lúc này bên ngoài tin tức liên quan đến việc con đường thông thiên mở ra cũng đã truyền khắp nơi mọi người trên giang hồ cũng không phải là kẻ mù cánh cổng lớn như vậy lại còn sáng choang treo giữa trời thế kia ai mà không thấy cho được cho nên chuyện liên quan đến con đường thông thiên đã hoàn toàn truyền vào trong giang hồ ngay đến cả vài võ giả hậu thiên tầm thường cũng đã biết với chuyện này phần lớn mọi người đều xem nó như là chuyện vạn năm khó gặp chỉ có người thực sự có tư cách tham dự vào tranh đoạt cơ duyên thông thiên mới biết đây cũng không phải là thịnh thế gì mà là một sân tu la đầy khốc liệt. Tô tính luyện hóa thất sắc liên hoa ở Tây Bắc Đạo. Đồng thời, tình báo của ám vệ vẫn luôn quan sát, ghi chép lại biến hóa của con đường thông thiên kia. Đến một tháng sau, con đường thông thiên kia đã hết sức rõ ràng, nói không chừng lúc nào đó sẽ đột ngột xuất hiện hoàn toàn giữa không trung, liên thông với vùng thế giới này. Có điều lúc này, tôi tính dường như vẫn chưa xuất quan. Cái này khiến cho Hoàng Bỉnh Thành vô cùng phân vân, không biết hắn có nên đi đánh thức Tô Đại Nhân hay không. Ngay lúc Hoàng Bỉnh Thành không biết làm sao, trong mật thất nơi Tô Tính bế quan, bảy sắc sáng mờ ầm ầm bùng nổ. Nguyên khí thiên địa nồng đậm bốc lên, khiến cho toàn bộ người ở trong thành Phi Long cũng có thể cảm giác được nguyên khí thiên địa quanh thân cũng đậm lên mấy phần. Tô Tính đi ra từ trong mật thất bế quan. Quanh thân hắn cũng được bao phủ trong một tầng ánh sáng lưu ly bảy màu lộng lẫy vô cùng thần dị. Tô Tính bước đi, ánh hào quang kia cũng bị tô tín thu vào trong cơ thể, thần quang nội liễm. Bụi thất sắc liên hoa này của bạch liên giáo quả không hổ là thần dược bạch liên giáo nuôi dưỡng ngàn năm. Hiệu quả của nó đúng là rất mạnh. Không riêng gì việc nó khiến cho tu vi của tô tín tiến thêm một bước mà nó còn khiến cho hồn thiên bảo giám của hắn tăng từ tầng thứ sáu thẳng đến tầng thứ chín cảnh giới huyết thương khung, gần như sắp đến mức viên mãn. Điều này cũng khiến tu vi của bản thân tô tín vững chắc vô cùng. Chương 2725, cường giả tập hợp Tô Tín thấy, ban đầu Bạch Liên giáo đoán chừng là muốn lợi dụng thất sắc liên hoa này để tạo ra một thần kiều. Chỉ cần một đời Bạch Liên thánh mẫu nào đó tích lũy đủ ở chân vũ cảnh, thì gần như có tám phần cơ hội mượn thất sắc liên hoa nhất cử tấn thăng đến thần kiều cảnh. Đáng tiếc, cuối cùng lại để làm lợi cho Tô Tín. Tô Tín xuất quan đúng thời điểm, Hoàng Bình Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão Hoàng, con đường thông thiên thế nào rồi? Tô Tính hỏi. Hoàng Bỉnh Thành trầm giọng nói, theo phân tích và quan sát của ám vệ, đoán chừng còn nửa tháng đến một tháng nữa. Con đường thông thiên sẽ hoàn toàn mở ra. Đại nhân bây giờ nên sớm chuẩn bị. Tô Tính gật đầu một cái. Bất kể là hắn hay những cường giả thần kiều cảnh trên giang hồ kia, đoán chừng ai cũng đều đã không thể đợi được ngày này rồi. Lúc này, từ phía xa truyền tới hai đạo khí tức thần kiều cảnh không cần phải nói cũng biết chính là địa tạng vương và diêm la thiên tử thấy khí tức trên người tô tính lúc này địa tạng vương khẽ ồ lên một tiếng nói thực lực của ngươi lại có tiến bộ rồi ngược lại cũng không tệ cũng có thêm một phần ưu thế lúc tranh đoạt trên con đường thông thiên tô tính gật đầu nói hiệu quả thất sắc liên hoa của bạch liên giáo quả ngoài dự liệu lần này bạch liên giáo coi như cũng giúp ta một cái ân lớn đúng rồi vô sinh lão mẫu lại một lần nữa hiện thế rồi. Nàng chiếm cứ thân thể của Bạch Liên Thánh Mẫu. Ta đã giao thủ với nàng. Đại danh của vô sinh lão mẫu, bất kể là địa tạng vương hay diêm la thiên tử cũng đã từng nghe nói. Địa tạng vương hơi khẽ cau mày, nói, thực lực như thế nào? Tô tính trầm giọng nói, rất mạnh. Danh tiếng người mạnh nhất dưới thông thiên của vô sinh lão mẫu quả là không đặt sai. Lúc ta và nàng giao thủ vô sinh lão mẫu còn chưa khôi phục lại trạng thái tội cùng cho nên người chịu thua trong trận chiến đó là nàng nếu không có ta nhúng tay vào chờ đến khi vô sinh lão mẫu khôi phục được trạng thái tột cùng thậm chí luyện hóa thêm thất sắc liên hoa đoán không chừng trong số các thần kiều cảnh chẳng có được mấy người là đối thủ của nàng có điều bây giờ nàng đã bị ta đánh trọng thương con đường thông thiên mở ra vội vàng như vậy Ta đoán chừng đến giờ nạn vẫn chưa cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao đâu. Địa Tạng Vương lắc đầu nói, đạo tổ cùng Phật Đà đều đã xuất thế, Đại Thiên Ma tôn cũng đứng một bên ngó chăm chăm, thế đạo hiện tại cũng đủ loạn rồi, có thêm một vô sinh lão mẫu nữa cũng không có gì. Tô Tính gật đầu một cái, hắn cũng biết cái khó giải quyết thực sự chính là những lão quái vật thượng cổ kia. Đạo tổ và Phật Đà thì không cần nói nhưng đại thiên ma tôn cũng không phải dễ chọc vào mặc dù nói tô tính hợp tác không tệ với đại thiên ma tôn hai bên cũng không có mâu thuẫn gì nhưng đại thiên ma tôn trước đã từng nói hắn không giống đạo tổ và phật đà không có giả tâm lớn đến mức đi đến cảnh giới thông thiên nhìn một cái song bản thân hắn lại là thông thiên cảnh vì lẽ đó thực lực kia hắn nhất định phải lấy lại một khi tiến vào trong con đường thông thiên lúc bình thường bọn họ có lẽ là đồng minh nhưng một khi xảy ra tranh đoạt lập tức trở mặt cũng là chuyện hết sức thường tình diêm la thiên tử nói thẳng bây giờ còn chưa đầy một tháng con đường thông thiên sẽ hoàn toàn mở chúng ta đến đó chờ đi bây giờ nói không chừng đã có không ít người ở đó chờ rồi tô tín gật đầu một cái hắn cũng dẫn theo lý phôi Thanh Ly cùng Lữ Phá Thiên ngay lập tức đi theo Địa Tạng Vương và Diêm La Thiên Tử đến nơi gần với cánh cổng con đường thông thiên. Nhắc tới cũng thú vị, nơi mà cánh cổng vào con đường thông thiên mở ra chính là nơi tiếp giáp giữa Tương Nam Đạo và đất Trung Nguyên. Ban đầu tôi tính cuộc khởi ở Tương Nam Đạo, bây giờ thời khắc mấu chốt nhất cuộc đời hắn cũng lại quay về Tương Nam Đạo. Lúc này trong địa vực đó đã có không ít võ giả ở đây cánh cổng vào con đường thông thiên cách đây rất gần chỉ cần ngẩng đầu lên một cái là đã có thể thấy cánh cổng đó thậm chí ngay cả chi tiết bên trong cũng hơi hiện chỉ có điều con đường thông thiên kia dù có hạ xuống cũng nhất định là ở trên không trung cho nên có tư cách đến tranh đoạt cũng chỉ có võ giả từ chân vũ trở lên võ giả thần kiều cảnh muốn đoạt cơ duyên thông thiên cảnh còn những võ giả chân vũ cảnh khác đến đây chính là vì muốn xem thử có những cơ duyên khác hay không. Nhiều cường giả như vậy tập trung ở đây, những ai dưới chân vũ cảnh căn bản cũng không dám bén mảng đến, rất sợ chọc không vui vị cường giả nào rồi lại bị người ta tác cho một cái mà chết. Đến khi tô tính tìm đến nơi, cường giả thần kiều cảnh đã đến hơn phân nửa. Phật đà dẫn theo chân vũ cảnh của Phạm Thiên Vực ngồi tụng kinh dưới đất. Lâm Trường Hà cùng huyền trần tử đứng chung một chỗ, ngước nhìn lên cánh cổng kia, không biết đang nghĩ gì. Triệu Cửu Lăng cùng Khương Viên Trinh chia ra mang theo chân vũ của huyền thiên vực và hoàng thiên vực đứng chung một chỗ, bộ dạng như có vẻ là liên hiệp với nhau. Điều này khiến Tô Tính rất kinh ngạc. Bởi theo lý mà nói, Triệu Cửu Lăng thân là người nhất mạch đạo môn, hắn nên đứng chung một chỗ với người của Thái nhất đạo môn mới đúng, không ngờ đến cuối cùng hắn lại chọn liên thủ với kẻ luôn đối đầu cùng hắn là Khương Viên Trinh. Chương 2726, Cường Giả Tập Hợp, hai hai nhóm người còn lại chính là Thiên Đế của Thiên Định và Đại Thiên Ma Tôn của Ma Đạo. Hai người bọn họ không có dự định tìm người liên thủ, tính tự chiến đấu một mình. Đến trước Tô Tính không lâu còn có cả vương cửu trọng của Vũ Thiên Vực cùng sự đệ tư mộ hàng của hắn. Lại thêm mấy ngày, Thích Đạo Huyền cũng một thân một mình mà đến. Khoảng thời gian này, hắn luôn rất khiêm tốn trong giang hồ, cũng không biết là có phải không tìm được đệ tử thích hợp hay sao chỉ có điều bây giờ con đường thông thiên đã mở coi như hắn vô tranh với đời Xong lần này kiểu gì cũng phải tới tranh một chuyến đến sau thích đạo huyền chính là mạnh kinh tiên kiếm ý trùng tiêu khiến mọi người ở đây đều nhanh chóng ghé mắt mà nhìn mặc dù mạnh kinh tiên dường như cũng chỉ đến một mình song ai cũng biết hắn giao hảo với tô tín mà giao hảo với tô tín cũng có nghĩa là giao hảo với địa phủ cứ thế sau này, thế lực sau lưng mạnh kinh tiên cũng không nhỏ. Bên đến cuối cùng chính là Đại Chu. Lần này Đại Chu cũng không màn chuyện khác. Không chỉ có tiết chấn nhạc đến mà mấy vị chân vũ khác cũng đến. Thình thế cỡ này gần như là bao gồm tất cả chân vũ trong thiên hạ. Dường như chân vũ ở hải ngoại cũng có hai người đến. Còn có cả thánh địa đại tuyết sơn bình thường không mấy nổi trên giang hồ vì đàm đài diệt minh hàng năm bế quan ẩn tu cũng đi theo vì thế đại chu cũng không lo lắng đế an nguy của thịnh kinh thành ngay sau khi tất cả mọi người đều đã đến lại có thêm khí tức của một vị thần kiều truyền đến cái này khiến mọi người ở đây nhất thời đều có chút sửng sốt hầu như tất cả thần kiều trên giang hồ đều ở đây người đến còn có thể là ai chẳng lẽ hãy còn thần kiều lánh đời nào khác hay sao cuối cùng người đến dĩ nhiên chính là vô sinh lão mẫu nhìn khí tức của nàng cũng không biết khoảng thời gian này rốt cuộc vô sinh lão mẫu đã dùng thủ đoạn gì mà khí tức của nàng so ra còn mạnh hơn rất nhiều khi đối đầu với tô tính trước đó coi như chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao song cũng không mấy xê dịch mà người khác trông thấy vô sinh lão mẫu đều có chút sửng sốt bọn họ có thể không biết vô sinh lão mẫu song trong đó có người biết bạch liên thánh mẫu đặc biệt là người của đại chu Ân oán giữa bọn họ và Bạch Liên Thánh Mẫu không hề nhỏ. Cơ huyền viễn nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Liên Thánh Mẫu sao có thể đột phá đến thần kiều rồi. Mà lúc này, Tô Tính nhìn vô sinh lão mẫu, lạnh nhạt nói, vô sinh lão mẫu, ngươi vẫn dám đến à? Lần này sẽ không trốn như lần trước chứ? Vô sinh lão mẫu nhìn Tô Tín cười lạnh một cái, nói, lợi dụng lúc người khác gặp khó không phải là nam nhân. Tô Tín, cơ duyên này bọn ta chờ đã mấy ngàn năm lần trước chẳng qua là ta muốn chu toàn đại cuộc mà thôi lần này tranh đoạt con đường thông thiên chỉ có chín phần cơ duyên trong này lỡ may không có tô tính ngươi đích thân ta sẽ đoạt lại bạch liên giáo nghe được cuộc đối thoại của hai người này mọi người ở đây nhất thời cả kinh khi nãy tô tính gọi nàng là gì vô sinh lão mẫu vì tổ tiên vô sinh lão mẫu của bạch liên giáo Đầu óc những chân vũ cảnh ở đây chỉ một cái liền có suy đoán. Bạch Liên Thánh Mẫu e sớm đã không còn ở đây. Người xuất hiện trước mắt mọi người bây giờ chỉ có người được gọi là kẻ mạnh nhất dưới thông thiên, vô sinh lão mẫu mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người không khỏi giấy lên vẻ mù mờ. Lai lịch của vô sinh lão mẫu dĩ nhiên bọn họ đều biết. Người này có thể nói là đã tu luyện đến tột cùng thần kiều cảnh trước khi thiên địa có biến đổi lớn thực lực của nàng không cần phải nói nhiều lời hơn nữa nghe cuộc đối thoại giữa nàng và tô tín hiển nhiên trong lúc nàng trọng thương đã từng giao thủ với tô tín lúc nàng trọng thương tô tín cũng không giữ được nàng sự khủng khiếp của vô sinh lão mẫu có thể thấy được rất rõ ràng tranh đoạt cơ duyên thông thiên cảnh với cường giả như vậy độ khó không thể nghi ngờ lại tăng thêm một tầng trước mắt gần như tất cả cường gã chân vũ và thần kiều cảnh đều đã đến đông đủ Tất cả mọi người đều im lặng không nói năng gì, chờ đợi con đường thông thiên thực sự giáng thế. Bảy ngày sau, từ giữ hư không, từng đợt dao động trung chuyển, một cánh cổng to lớn hiện lên giữa không trung, không có bất kỳ cách trở nào với thế giới này. Con đường thông thiên đã hoàn toàn mở. Trong chớp nhoáng con đường thông thiên mở ra. Nhất thời tất cả các võ giả đều động loạt tràn vào bên trong. Bởi cánh cửa này vô cùng lớn, lớn đến khoảng trăm trượng cho nên mọi người cũng không chen chút tranh đoạt nhau. Chiếu vào mi mắt mọi người chính là một cảnh tượng hoang vu. Bên trong cánh cổng chính là một lối đi thẳng tắp. Có điều, bản thân con đường này lại tàn tạ không tả nổi. Đá vụn và mảnh vỡ kiến trúc rơi vỡ khắp mặt đất. Mà giữa bầu trời là một lớp sương mù. Mọi người dù có ngự không phi hành cũng chỉ cao được khoảng trăm trượng mà thôi. Lúc này, Tôi tính giống như thể là lơ đãng đến bên người Đại Thiên Ma Tôn. Âm thầm truyền âm, nói: "Ma Tôn đại nhân, ngươi hẳn không phải là lần đầu tiên đặt chân đến đây chứ?" Chương 2727: Chiến trường thái cổ có kinh nghiệm gì thì đừng giấu giếm, chia sẻ một chút đi. Đại Thiên Ma Tôn không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Chia sẻ cái quỷ gì?" ai nói với ngươi đây không phải là lần đầu ta vào đây lúc này tô tín mới kinh ngạc nói lúc tranh đoạt cơ duyên thông thiên cảnh thời thượng cổ không phải là ở con đường thông thiên này hay sao đại thiên ma tôn lắc lắc đầu nói không phải lúc chúng ta tranh đoạt cơ duyên thông thiên cảnh vào thời thượng cổ thực chất là ở một hải nhãn trong nam hải có chút tương tự với bây giờ chỉ có chân vũ cảnh mới có thể chịu nổi áp lực cường đại dưới mặt biển để tiến vào trong hải nhãn trước đó ta cũng còn cho rằng lần tranh đoạt cơ duyên thông thiên cảnh này cũng là ở đó. Xong đến khi con đường thông thiên vừa xuất hiện ta mới biết mình nghĩ lầm. Có điều, ở đâu cũng không thành vấn đề. Nhớ, mặc dù nơi này có nguy hiểm, song thực chất nguy hiểm nhất vẫn là con người. Tô tính vỡ lẽ gật đầu một cái. Chỉ có chín phần cơ duyên tấn thăng thông thiên. Vì thế nếu chỉ còn một phần cuối cùng, thì mặc cho lúc này hắn và Đại Thiên Ma Tôn nói chuyện không tệ, đến khi đó tô tính nên xuất thủ thì hắn cũng sẽ ra tay đại thiên ma tôn cũng thế hai bên sẽ không lưu tình bên trong con đường thông thiên tô tính theo bản năng đánh giá xung quanh lúc này địa tạng vương bỗng nhiên lại nói nơi này có chút không đúng mọi người ở đây nhất thời có hơi chút sửng sốt nơi này vốn là rất quái dị đương nhiên là có chỗ không đúng cái này còn cần phải nói có điều đại thiên ma tôn cùng phật đà bỗng nhiên nhắm mắt lại cùng cảm thụ một phen bọn họ cũng trầm giọng nói quả thực là không đúng có một luồng sức mạnh che đậy cảm giác của chúng ta đây không phải là sức mạnh thuộc về võ đạo dứt lời đại thiên ma tôn ngay lập tức chém ra một đao trong nháy mắt đá vụn tung tóe thứ lộ ra bên trong nhất thời khiến cho mọi người ở đây hít vào một hơi lạnh đó là một đoạn đuôi rồng lớn khoảng chừng mấy chục trượng chôn sâu trong lớp phế tích đá vụn. Đuôi rồng lộ ra ngoài đã khổng lồ đến vậy chứ đụng nói chi là toàn bộ thân rồng. Đại thiên ma tôn nhìn xác rồng kia, thấp giọng nói, là thi thể của yêu vương thượng cổ. Hơn nữa còn là yêu vương có thể sánh vai cùng với thần kiều cảnh, đủ để đứng vào trong hàng ngũ của 72 đạo yêu vương. Có điều, 72 đạo yêu vương người chết đã chết, người quy ẩn đã quy ẩn mấy vị yêu vương long chủng xếp những hàng đầu chúng ta đều đã biết đây là dạng nào đây phật đà cũng nhíu mày một cái lâm trường hà chẳng qua chỉ kế thừa trí nhớ võ đạo của đạo tổ mà thôi cho nên nói chính xác một chút ở đây người có thể giữ lại trí nhớ từ thời thượng cổ chỉ có phật đà và đại thiên ma tôn mà thôi vào thời thượng cổ bọn họ cũng từng có quen biết với yêu tộc bọn họ hiểu rất rõ yêu tộc 72 đạo yêu vương người nào chết người nào sống bọn họ cũng rất rõ ràng. Cái sát rồng trước mắt này tuyệt không phải một trong 72 đạo yêu vương. Lúc này, bỗng nhiên địa tạng vương mở miệng nói, cái sát rồng này đúng là yêu vương yêu tộc, song cũng không phải là yêu vương thượng cổ mà là yêu vương thái cổ. Các ngươi nhìn cách thức dùng để giết cái sát rồng này đi. Đây cũng không phải là võ đạo, mà là công pháp lấy nguyên thần lực điều động thiên địa lực giống như nhân tộc thời thượng cổ mọi người nhìn kỹ lại quả nhiên cái xác rồng đó là đủ loại vết thương do hỏa diễm lôi đình nhưng duy chỉ không có vết thương tạo thành do chân khí võ giả giống như con rồng này đã đắc tội với thiên không bị trời phạt những võ giả ở đây cũng ít nhiều hiểu được những bí mật thời thái cổ kia nhân tộc thời kỳ thái cổ cùng với nơi đất tiên vực kia là nhất mạch tương truyền cái bọn họ tu luyện đều là chủ tu công pháp nguyên thần bỏ qua thân xác coi thân xác chỉ là da thịt bình thường, lấy nguyên thần để đạt đến cảnh giới diêu thoát. Lại có thể dùng nguyên thần để điều khiển thiên địa lực, uy năng cũng mạnh mẽ vô cùng. Đại thiên ma tôn trầm ngâm, nói, chẳng lẽ con đường thông thiên lần này chính là một chiến trường thời kỳ thái cổ? Cái này cũng thú vị thật. Lịch sử liên quan đến đoạn thời gian thái cổ, mọi người cũng chỉ biết một cách đại khái mà thôi. Nơi này nếu thực sự là chiến trường thái cổ, thì sát cơ trong này sẽ không cách nào dự đoán được. Không biết mới là kinh khủng nhất. Tô tính truyền âm hỏi Đại Thiên Ma Tôn, Ma Tôn Đại Nhân. Lúc các ngươi tranh đoạt cơ duyên thông thiên lúc thời thượng cổ có liên quan đến chiến trường Thái Cổ không? Đại Thiên Ma Tôn lắc đầu, nói, không phải. Tất cả đều loạn hết rồi. Lần tranh đoạt vạn năm trước so với con đường thông thiên bây giờ vốn không chút quan hệ nào. Lần thượng cổ đó rất đơn giản. Cái gọi là cơ duyên thông thiên căn bản là ý chí vô hình vô chất của thiên địa, ra đời trong hải nhãn, dùng để trấn áp Nam Hải. Sau khi bọn ta đến dưới hải nhãn, một phen đại chiến đã đánh nát hải nhãn. Ý chí thiên địa phiêu tán ra. Mọi người cũng tố ra truy tìm ý chí thiên địa đó. Phong đô đại đế cùng hạo thiên thượng đế là hai người nhanh tay nhất, cướp được đầu tiên.